Nào, chàng số 9. Listen and point. Repeat. Nghe, chỉ tay và lặp lại. 1. Solving problems. 2. Doing experiments. 3. Making things. 4. Using computers. 5. Reading stories. 6. Learning languages. Rồi cả lớp ôn lại từ vựng solving problems. So, ông so này và anh Vinh này, bờ này mấm môi này, bờ rõ rõ mà, problem, xì ra cả, solving problems. Solving problems. Solving problems. Solving problems. Solving problems. Solving problems. Là làm toán, ha? Giải bài toán. Doing experiments. Doing experiments. Experiments. Doing 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 experiments. Là làm thí nghiệm. Making things. Cái chữ A này đọc âm A. Make thing. Things. Lẹ cái lưỡi âm thở ra. Và nghe cái răng ra. Ngờ. Sờ ra. Thing. Things. Making things. Making things. Making things. Là chế tạo đồ vật. Tự làm thủ công á mà. Using computers. À, nó viết chữ sờ nhưng mà mình sẽ đọc âm giờ. Using computers. Using computers. Using computers. Using computers. Sử dụng máy vi tính. Reading stories. 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 Đọc truyện. Learning languages. Learn có chữ âm r các bạn cong lưỡi lên learning languages. Learning languages. Learning languages. Learning languages. Learning languages. Learning là học. Languages là ngôn ngữ, học các ngôn ngữ. Rồi, các bạn đọc lại solving problems. Solving problems. Solving problems. Giải bài toán. Yeah. Doing experiments. Doing experiments. Làm thí nghiệm. Making things. Making things. Making things. Making things. Có thấy có mấy bạn không đọc á. Making things. Making things. Chế tạo đồ vật. Using computers. Using computers. Using computers. Sử dụng máy vi tính. Reading stories. Reading stories. Đọc truyện. Đọc truyện. Learning languages.
Learning languages. Học các ngôn ngữ. Listen and practice. Nghe và luyện tập. Listen and practice. Why do you like math? Because I like solving problems. Các bạn nghe rõ không? Why do you like math? Why do you like math? Đọc 5 lần câu này cho nhanh. Why do you like math? Why do you like math? Why do you like math? Why là tại sao, you là bạn, like là thích, must là cái lưỡi âm thờ này. Cái âm thờ nó ở đầu thì các bạn phải lè trước khi đọc, và nó ở cuối thì các bạn đọc xong lè cái lưỡi ra. Must. Bạn. Tại sao bạn thích môn toán? Tại sao bạn thích môn toán? Because. Bởi vì. Tôi thích. Solving problem. Giải toán. Rồi các bạn nghe lại cái từ because người ta đọc nè. Mai mốt các bạn nào đọc because là không được nha. Listen and practice. Why do you like math? Because I like solving problems. Được chưa? Because. Không có đọc because thì có vậy thôi nha. Rồi bây giờ look and circle practice. Nhìn và phân tròn luyện tập. Cả lớp đọc. Why do you like IT? Why do you like IT? Tại sao bạn thích môn tin học? Because I like using computers. Bởi vì tôi thích sử dụng máy tính. Máy vi tính mà mình nói tắt là máy tính nha. Câu A. Why do you like science? Tại sao bạn thích môn khoa học? Because. Bởi vì I like. Tính học thì chọn gì? Doing experiment. Bởi vì tôi thích làm thí nghiệm. Why do you like English? Tại sao bạn thích môn tiếng Anh? Because I like. Thứ hai thì học cái gì? Learning languages. Bởi vì tôi thích học ngôn ngữ. Why do you like gì? Để nguyên phải không? Tại vì trong câu nó có do, does, là trong câu mà có do, does, did là động từ, nó phải để nguyên, nó không có được thêm s. Vậy thì chúng ta chọn like. Why do you like art? Why do you like art? Tại sao bạn thích môn vẽ? Because I like. Vẽ một mỹ thuật là làm cái gì? Making things. Bởi vì tôi thích làm chế tạo đồ vật. Câu tiếp theo, why do you hay là why do you? Why do you nha. Chuyển từ nhóm số nhiều. Hai người trở lên thì các bạn phải dùng do. Why do you like history? Tại sao bạn thích môn lịch sử? Because I like. Reading stories. Học câu chuyện. Học câu chuyện.
đọc các câu chuyện ha. Câu tiếp theo, why hay what? Why. Mình đang hỏi câu why, hỏi lý do tại sao ha. Do you hay do he? Do you. Phải đi do you ha. Why do you like math? Why do you like math? Sao bạn thích môn toán? Because I like hay là he like? Môn toán thì làm gì? Solving problem. Tại vì tôi thích làm giải bài toán. Rồi tới đây bạn hiểu bài chưa? Rồi. Phần này cô lướt qua nha. Bạn các bạn nhớ cái phần dấu nhấn này, cái dấu sắc này nè. Đây ta gọi là word stress, là cái từ để từ vựng nhấn ha, từ nhấn. Vậy using trong một câu nó có hai âm tiết, you và sing, thì cái từ you nó được nhấn đọc mạnh âm lên thì cái âm kia phải xuống giọng sing, using, using. Được chưa? Chứ mình không đọc using. Nghe nó lạ, nó lạ ha. Using hai using. Nghe hai cái từ nó đều nhấn thì nghe nó lạ ha, nó khó đọc nữa. Cho nên là một âm nhấn thì cái âm kia nó bắt buộc nó phải xuống giọng, nó yếu âm lại. Using. Rồi lớn, lớn là có dấu sắc ở đây nè, là nó sẽ được nhấn nè, nó có dấu sắc màu đỏ này các bạn thấy không? Ta gọi là dấu stress, stress là dấu nhấn, nhấn cái từ vựng. Word stress là dấu nhấn của từ. Vậy learning thì có hai âm, thì chắc chắn âm learn nó được nhấn rồi thì cái âm ning nó phải đi xuống giọng, chứ mình không lẽ mình đọc lớn lý lớn lớn, nghe được không? Nghe nó hợp giọng không? Nó không có hợp, cho nên là các bạn đọc lớn này nghe nó hay hơn ha, có ngữ điệu ha. Using learning. Đó các bạn thấy, ta nhấn âm learn chưa, người ta xuống cái âm ning ha, đó ta gọi là nhấn âm. Rồi bây giờ tập đọc nhấn âm đi. Why do you like ha? Because. Chị tay vô đọc nghe. Why do you like IT? Why do you like IT? Because I like using computers. Because I like using computers. Why do you like English? Why do you like English? Because I like learning languages. Because I like learning languages. Why do you like science? Why do you like science? Because I like doing experiments. Because I like doing experiments. Có gì khó không? Dễ ha. Bây giờ mình qua phần tiếp theo, describe. Làm quen cho cô cái từ này, describe. Describe. Mô tả, the comic, cái truyện tranh. Use the new words, sử dụng những từ vựng mới. Listen, lắng nghe. Alfie learning many new things. Alfie đang học, nó có to be cộng cho động từ thêm in nè, nói cái hành động đang xảy ra. Alfie đang học many là nhiều, new things là thứ mới. À, xem bạn Alfie học cái gì đây. Alfie's learning many new things. 1. Hi Alfie, do you want to come to my favorite class? Sure. Bye, Tom. Bye. Which class is it, and why do you like it? It's math. I like it because I like solving problems. 2. That was so fun. I like going to school. Yeah? Do you want to come to my English class? It's my favorite class. Sure. Why do you like it? I really like it because I like reading stories. Cool. 3. Hello, Alfie. Hi, Mai. Can I come to your class? Yes. Which class is it? It's science.
I like it because I like doing experiments. 4. Hey, Alfie, do you want to sit with me? Sure. Which class is this? It's art. I like it because I like painting. But today we're doing something different. Wow, you're really good, Alfie. Rồi, các bạn nghe và viết. Listen and circle, nghe và khoanh tròn. Bây giờ bạn nghe người ta đọc cái gì, các bạn khoanh tròn cho nha. Sau đó các bạn luyện đọc dịch. Alfie's learning many new things. Look at the pictures. Listen. There is one example. 1. Hi, Alfie. Do you want to come to my favorite class? Sure. Bye, Tom. Bye. Which class is it, and why do you like it? It's math. I like it because I like solving problems. Rồi các bạn nghe cái môn học và các bạn nghe cái phương pháp tại sao. Ha? Trả lời tại sao là mình thích. Ha? Nghe why và because. Ha? Hai từ nghe tập trung hai cái từ bắt từ. Đó, trong khi nghe các bạn ngồi cầm nghịch cây bút hay là cầm chơi hay gì đó, là chú ý vào, tập trung vào. Mình mới nghe được. Đừng có mất tập trung đi trên cái chỗ khác ha. Cả lớp đọc. Hi, Alfie. Chào, Alfie. Chào. Do you want to come? Chú vào. Bạn có muốn đến? Vâng. To my favorite class. To my favorite class. Tới lớp học của... Tới lớp học yêu thích nhất của tôi không? Tới lớp học yêu thích nhất của tôi mà. Sure, bye Tom. Sure, bye Tom. Chắc chắn rồi, tạm biệt Tom. Chắc chắn rồi, tạm biệt Tom. Bye. Bye. Tạm biệt. Tạm biệt. Which class is it? Which class is it? Nó học ở lớp nào? Nó học ở lớp nào? Là nó cái gì? Nó là cái lớp. Là cái lớp favorite class ấy hả? Lớp học yêu thích á. Nhưng mà biết môn gì chưa? Chưa. And why do you like it? Và tại sao bạn thích nó? Và tại sao bạn thích nó? It's math. It's math. Đó là môn toán. Đó là môn toán. I like it. I like it. Cô nói vào ông kẹt. I like it. I like it. Tôi thích nó. Tôi thích nó. Đủ chữ đọc đi con. Because I like. Cái tay chỉ vào chữ đi. Con thấy cô giáo đọc mà còn phải chỉ từng chữ đọc. Sao các bạn không chỉ tay như vậy? Because I like. Bởi vì tôi thích. Bởi vì tôi thích. Solving problems. Giải bài toán. Rồi nhiệm vụ của các bạn nghe môn học và tại sao ha. Tại sao và because. 2. That was so fun. I like going to school. Yeah? Do you want to come to my English class? It's my favorite class. Sure. Why do you like it? I really like it because I like reading stories. Cool. Bây giờ nó đọc khác ra. Các bạn quan tròn được không? Từ nào? Câu 2. English. English. Và câu 3 là? Reading stories. Ồ, sao English thường thường chọn learning language trẻ sao? Thì hôm nay nó đọc khác đi. Ai chọn đúng? Rồi, đọc và dịch. That was so fun. That was so fun. Điều đó quá vui. Điều đó quá vui. I like going to school. Tôi thích đi học. Tôi thích đi học. Yeah. Yeah. Được chứ? Được chứ. Do you want to come?
Bạn có muốn đến? Bạn có muốn đến? To my English class. To my English class. English. English class. Class. Bạn có muốn đến lớp học tiếng Anh của tôi không? Bạn có It's my favorite class. It's my favorite class. Đó là lớp học tiết học yêu thích nhất của tôi. Cũng thấy Bảo Châu đọc theo cô, hèn chi lát nữa không biết đọc mà. Mỗi lần gọi lên là không đọc được á, ấp úng á. Các bạn phải đọc cùng theo nha. Sure. Sure. Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Why do you like it? Why do you like it? Tại sao bạn thích nó? Tại sao bạn thích nó? I really like it. I really like it. Tôi thật sự thích nó. Tôi thật sự thích nó. Because I like. Because I like. Bởi vì tôi thích. Bởi vì reading stories. Reading stories. Đọc các câu chuyện. Đọc các câu chuyện. Cool. Cool. Tuyệt lắm. Three. Hello, Alfie. Hi, Mai. Can I come to your class? Yes. Which class is it? It's science. I like it because I like doing experiments. Muốn gì? Science và real world. Rồi cả lớp đọc. Hello, Alfie. Hello. Xin chào An Phi. Xin chào An Phi. Hi Mai. Hi. Chào Mai. Chào Mai. Can I come to your class? Can I come to your class? Tôi có thể đến lớp học của bạn được không? Yes. Yes. Được chứ? Được chứ. Which class is it? Đó là tiết học gì vậy? Đó là tiết học gì vậy? It's science. It's science. Đó là môn khoa học. Đó là môn khoa học. I like it. I like it. Tôi thích nó. Tôi thích nó. Because I like. Because I like. Bởi vì tôi thích. Doing experiments. Làm các cuộc thí nghiệm. Làm các cuộc thí nghiệm. Câu 4. 4. Hey Alfie, do you want to sit with me? Sure. Which class is this? It's art. I like it because I like painting. But today we're doing something different. Wow, you're really good, Alfie. Các bạn hiểu không? Rồi, mình nghe câu 4 được môn gì? Art. Bật lưỡi âm tờ lên mà. Art. Vậy, because, bởi vì. Pain âm N nha, painting. Painting. Cả lớp đọc. Hey, Alfie. Hey, Alfie. Chào, Alfie. Chào, Alfie. Do you want to sit with me? Bạn có muốn ngồi với tôi được không? Sure. Chắc chắn rồi. Which class is this? Which class is this? Đây là lớp tiết học gì vậy? Đây là lớp tiết học gì vậy? It's art. It's art. Nó là môn mỹ thuật. Nó là môn quản lý thọ. I like it. I like it. Tôi thích nó. Tôi thích nó. Because I like. Because I like. Bởi vì tôi thích. Bởi vì tôi thích. Painting. Painting. Vẽ tranh bằng cỏ. Vẽ tranh bằng cỏ. But today. But today. Nhưng mà hôm nay. Nhưng mà hôm nay. We are doing something.
We are something different. Different. Chúng ta đang làm một cái thứ gì đó khác. Something là một thứ gì, ha? Một thứ gì, một điều gì, một vật gì, ha? Different, khác. Đừng mỗi hôm là học tập là vẽ, tô màu, hôm nay làm thứ gì, làm điều gì đó khác, một vật gì đó khác, ha? Different là khác. Rồi bạn làm bà xong cái bạn ben bạn khen gì đây? Wow, ai chà. Wow. You are really good. You are really good. Bạn thực sự tốt lắm. Bạn làm giỏi thì mình sẽ khen bạn giỏi quá. Vậy là bạn ấy vẽ xong bạn làm ra cái gì đây? Bạn làm ra một con chim mà con thật. Eagle. Bạn làm ra con chim thật luôn. Không? Đang làm thủ công mà biến thành thật. Đấy vì bạn có phép thuật mà, đúng không? Bạn khen. Rồi đây là phần nghe, cho nên là phần này là nghe dễ lắm rồi. Ai không nghe được là phải chú ý cố gắng. Nhiệm vụ của bạn làm bài này cho cô. Ai làm rồi? Ai viết rồi giơ tay? Chưa luôn. Ô, cô dặn về nhà viết mà. Có mỗi Khánh Vy làm nè. Rồi ai làm nữa? Ngân nè. Ai nữa? Quên bài thôi. Rồi các bạn ngồi làm bài cho cô. Point, ask and answer. Hỏi mỗi câu why. Tại sao bạn thích cái môn học này? Trả lời because tôi thích cái gì đó ha. Đấy, các bạn đọc cái câu chuyện rồi các bạn có thể mình thích làm cái gì. Đừng nói học tiếng Anh mà để làm cuộc thí nghiệm thì nó hơi kỳ kỳ đúng không? Học tiếng Anh thì có thể các bạn đọc câu chuyện nè, hoặc là các bạn học ngôn ngữ mới nè, được chưa? Đó. Còn học tiếng Anh mà làm toán được không ta? Chắc học toán tiếng Anh quá. Rồi các bạn tự viết cho cô mấy câu này được không? Mỗi câu why. Thay thế cái từ vô. Rồi because thay thế cái giải pháp thích vào. Làm xong các bạn lấy flyer ra, chúng ta học flyer tiếp theo. Rồi ai ở nhà làm câu 1 rồi nè. Vi. Câu 1. À, câu 1 là câu ví dụ rồi. Bây giờ câu số 2 làm sao ha? Để con viết lại câu ví dụ nè. Why do you like math? Tại sao bạn thích môn toán? Các bạn nhớ viết câu hỏi một hàng và xuống hàng viết câu trả lời nha. Đừng có viết nguyên hàng ngang ra được, mình không có nhận ra được cái câu nào câu hỏi câu trả lời nha. Because I like có chữ K, các bạn phải khập lên một cái. I like solving problem. Bởi vì tôi thích giải bài toán. Rồi tiếp theo câu số 2. Khánh Vy, câu số 2 làm sao? Why gì? Why do you gì? Why science? Because I like doing experiment. Okay, good. Science. Tại sao bạn thích môn khoa học? Because I like doing. Like đằng sau từ like hôm trước mình đã học rồi là cộng cho verb in đó, doing, solving ha. Experiment. Bởi vì tôi thích làm thí nghiệm. Câu số 3. À, câu 3 này sao ta? Diệp, Diệp làm rồi nè. Why do you like music? Because I like singing. Đúng rồi, music. Tại sao bạn thích âm nhạc? Because I like singing đó. Singing là phải thêm in vào. Bởi vì tôi thích ca hát. Mình không đọc singing nha, mà âm ngờ, singer. Nghịch tình ông ngờ nó bay cái hơi lên mũi rồi nó yếu âm rồi, xinh hình.
Câu 4, làm sao tạ? Kim Ngân. Why do you like art? Because I like making things. Good. Why do you like art? Art có chữ R cho nên các bạn cong cái lưỡi lên. Because I like making things. Làm ra đồ vật, các đồ vật. Câu số 5. Rồi ai ai nữa nè? Hảo Thiên. Câu 5 làm sao? Why do you like Bình? Câu 6 chứ cô. Câu 6, câu 5 á. Why do you like gì? Ủa? Mỹ thuật là giờ mình chọn môn gì để mình nói là painting? Painting. Because I like. Chọn môn gì giờ? Môn art, mỹ thuật. Được không? Được. Mỹ thuật là gồm có vẽ tranh bằng cỏ và vẽ tranh bằng bút. Because hả? Like painting. Tiếp theo con làm sao? Con làm painting. Like painting. Painting, rồi ra painting à? Môn gì? Why do you like it? Why do you like art? Why do you like art? Why do you like art? Because I like painting. Được chưa? Rồi câu số 6. Cắt tiền được không? Cắt tiền. Là gì? Why do you... Môn gì? History. 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 Tại sao bạn thích môn lịch sử? Because I like. Because I like reading stories. Reading stories, đúng rồi. Rồi câu số 7. Bảo Châu, why do you? Môn gì? Câu 7. Sorry. Because I like... Câu 7 mà history á hả? Câu số 7, hình số 7 đang bấm máy tính này này. Máy tính này, sử dụng máy vi tính này. Môn gì? Môn gì sử dụng máy vi tính? Using computer. Nó môn gì sử dụng máy vi tính? Môn gì học môn gì? IT. Đúng rồi, tin học. IT. Tại sao bạn thích môn tin học? Because I like using computer. Using computer. Rồi câu số 8, Nguyệt Quế. Why do you like Vietnamese? Because I like listening languages. Môn gì? Môn English hả? Vietnamese hả? Cô 8 hả? Cô 8 Vietnamese là hello, xin chào hả? Vậy mình chọn cái này là English ha. Vietnamese cũng được ấy nhỉ? Được không bạn? Môn tiếng Việt. Môn tiếng Việt để mình học ngôn ngữ hả? Được không? Ổn không? Thôi mình chọn English nha. English lên. Và môn tiếng Việt thì mình để đọc câu chuyện cũng được. Because I like learning. Nếu các bạn có nhớ từ vựng để viết không đấy? Language. Yes. Câu số 9 nè. Ai làm câu 9 được ạ? Ai làm câu 9 đi? Nhã Kỳ.
Làm câu 9 được không? Why do you like? Why do you like PE? PE phải không? Môn thể dục. Đúng rồi. Because? Because I like running. Running. Hai chữ N. Đúng rồi đó. Rồi, vậy là mình đã xong bài. Dễ không bạn? Hả? Chúng ta có 9 câu. Rồi, sách ra ở 1, trang 12, 13. Part 2, phần số 2, 5 question, 5 câu hỏi. Helen is talking to a man about his castle. Helen đang nói chuyện với một người đàn ông về cái tòa lâu đài của ông ấy. What does the man say? Người đàn ông nói điều gì? Read the conversation. Hãy đọc đoạn hội thoại and choose the best answer. Và chọn câu trả lời tốt nhất. Write. Hãy viết a letter. Một chữ cái. A to H, từ A tới H. For each answer, cho mỗi câu trả lời. You do not need to use all the letters. Bạn không cần phải sử dụng hết tất cả các chữ cái. Tức là các cái câu này không cần phải chọn hết đâu. Người ta cho có 5 câu à, thì các bạn chọn 5 câu bên đây thôi. There is one example, có một ví dụ. Thì đầu tiên các bạn phải đọc cái câu ví dụ đó, người ta nói về cái điều gì. Example, ví dụ, Helen nói chuyện với lại a man, người đàn ông. Please, can I ask you some questions about your castle? Làm ơn cho tôi hỏi, tôi có thể hỏi, làm ơn tôi có thể hỏi bạn vài câu hỏi về cái tòa lâu đài của bạn, được không? It's for my homework. Nó là cái bài tập về nhà của tôi. Đó. Vậy Helen nhỏ tuổi hơn thì Helen còn đi học, còn a man là người lớn rồi. Người lớn rồi thì mình sẽ gọi là chú cháu hoặc là chú bác, cháu bác, được chưa? Bác với cháu. Thì mình nói là cháu có, dạ làm ơn cháu có thể hỏi chú một vài câu hỏi về cái tòa lâu đài của chú được không ạ? Đó, để cho làm bài tập về nhà của cháu nha. À, vậy người đàn ông nói câu C. Of course, tất nhiên rồi. You can, bạn có thể. I'm happy to help. À, chú rất là vui để giúp đỡ cháu. Thế này bạn hiểu không? Rồi bây giờ tòa lâu đài sao nhỉ? Chọn sao đây? À, Helen hỏi câu số 1. Ai làm câu số 1 rồi, giơ tay. Ông chắc đúng. Ông chắc đúng hả? Rồi giờ dịch bài nè. Câu số 1. Để mà làm được hết bài thì các bạn dịch hết tất cả các câu này. Sau đó các bạn hiểu các câu nó nằm vị trí nào rồi, nghĩa là gì rồi. Thì các bạn ráp vô nó dễ hơn. Câu số 1. Your castle is lovely. Cái tòa lâu đài của chú thì đáng yêu quá. Have you... Thì các bạn muốn hỏi người ta, các bạn phải khen cho nó hay hay ha. Rồi người ta vui, người ta mới trả lời cho mình chứ. Đúng chưa? Đó gọi là kỹ năng giao tiếp đó các bạn. Rồi, have you live? Các bạn nhớ mẫu câu have cộng cho V3ED. Đây là thì hiện tại hoàn thành. Hoặc nói cái hành động đã xảy ra rồi nhưng mà chưa có xác định được thời gian. Have. Has. Cộng cho V3, động từ ở cột số 3. Hoặc là động từ thêm ed. Đó, thì ta gọi đó là thì hiện tại hoàn thành. Đó, flyer là các bạn học lên thì hiện tại hoàn thành rồi nhá. Rồi, bây giờ trả lời sao đây? Have you lived, là chú đã từng sống here, ở đây, for a long time, cho một thời gian dài, một thời gian lâu rồi, phải không? Long là dài, time là thời gian lâu rồi, phải không? Vậy thì bạn ấy hỏi chú sống ở cái tòa lâu đài này lâu rồi phải không ạ? Cái đấy bạn hiểu không?
Đó, sống lâu rồi nhưng mà bạn bạn Helen bạn hỏi thì bạn không biết ông sống bao nhiêu năm hoặc là sống từ năm bao nhiêu, cho nên người ta không có hỏi, người ta không hỏi quá khứ mà người ta hỏi hoàn thành là đã sống một thời gian rồi, bây giờ chú ấy vẫn đang ở trong cái tòa lâu đài này, sống ở trong tòa lâu đài này tiếp. Đó thì một cái hành động ở trong từ trong quá khứ kéo dài tới hiện tại người ta gọi là hoàn thành á. À, nó khó hiểu nhưng mà phải chú ý nghe cô nhắc con hoài. Rồi, vậy câu tiếp theo. Does the castle, cái tòa lâu đài, have an interesting history? Cái tòa lâu đài này có một cái lịch sử thú vị, phải không ạ? Chú ý nghe câu hỏi nha. Rồi, tới câu trả lời. Have you ever felt afraid in the castle? Chú đã bao giờ cảm thấy sợ ở trong cái tòa lâu đài này chưa? Lots of people visit your home. Don't they? Nhiều người thăm nhà ở của chú, phải không ạ? Who cleans the castle? Ai là người dọn dẹp cái tòa lâu đài này? Rồi các bạn hiểu năm câu hỏi này chưa? Bây giờ chúng ta qua câu trả lời. My wife and I do that for 3 hours a day. Vợ của chú và chú làm cái điều đó khoảng 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày. It's a big job. Nó là một cái công việc lớn, công việc to. Ừ. Tức là công việc mặt là các bạn nhớ không? Nhớ nó nằm cái câu nào không? Câu trả lời này cho cái câu hỏi nào không? Đã xác định trong đầu chưa? Chú ý nghe chứ tại sao cứ ngồi mình cái bút chỉ. I came here. Chú đã đến đây. When I was 4 or 5 years old. Khi chú mới 4 hoặc là 5 tuổi là chú đã đến đây ở rồi. Nhớ câu trả lời nào chưa? Ok ha. Rồi nghe này, câu C. Cô C rồi ha, ví dụ rồi. Cô D. Only twice, chỉ 2 lần thôi. When I heard strange sounds, khi chú đã nghe thấy một cái, những cái âm thanh kỳ lạ, which I don't like, cái âm thanh mà chú không có thích. Đó. Và cô D nó nằm câu hỏi nào cho nó hợp. Câu E, me too. Chú cũng vậy. It's very quiet here. Nó thật yên, rất là yên tĩnh ở đây. Because, bởi vì we live in the countryside. Bởi vì chúng tôi thì sống ở miền quê. Countryside là ở miền quê. Câu F. Oh yes, oh đúng rồi. A famous queen. Một nữ hoàng nổi tiếng, một hoàng hậu nổi tiếng lived here, đã sống ở đây. In the 16th century, ở thế kỷ thứ 16. What? Cho câu nào được? Câu G. I can't remember. Chú không thể nhớ nổi. But it's very old. Nhưng mà nó đã rất cũ rồi. Ổn không? Rồi câu H. We enjoy having them. Chúng tôi thích có ở đây, tức là chúng tôi thưởng thức. Có thích có ở đây là thích cái gì? Hoặc là tiếp nè. And learning about this important place, và học về cái nơi quan trọng này. Câu hờ này dùng cho cái gì, câu nào được? Ai có đáp án rồi? Chát 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 lên. Thiên này Thiên cứ nhắn tin tầm bảy ha. Nhắn cái gì không ạ? À? Không có vô câu hỏi gì hết đó. Câu Rồi bây giờ các bạn chọn câu nào, các bạn chắc là đi câu số 1 nè. Chọn câu nào được? A, B, C, D, E, F, G, H gì nè. đi Câu 1 chọn gì hả? đi Your castle is lovely. Tòa lâu đài của chú dễ thương quá. Have you lived here for a long time? Chú đã sống ở đây một thời gian lâu rồi, phải không? Câu 1 chọn đáp án nào? B á. Ok, good. Đọc câu B coi coi. I came here. Chú đã đến đây when I was
four or five years old. Khi chú còn lúc đó chú mới 4 hoặc là 5 tuổi thôi. Vậy đây là cái câu hỏi, chú đã sống ở đây một thời gian lâu rồi phải không? Thì ông trả lời chú đến đây khi chú 4 hoặc là 5 tuổi, chính xác. Câu số 2. Does the castle have an interesting history? Cái tòa lâu đài này nó có một cái câu chuyện thú vị phải không chú? Câu F. Chắc không? Chắc. Có ai có đáp án khác không? Rồi câu F là oh yes, đúng rồi đấy. A famous queen, một hoàng hậu nổi tiếng, live here, đã sống ở đây. In the 16th century, ở thế kỷ thứ 16. Giỏi quá ta. Câu 3 nè. Have you ever felt? Đây có have cộng cho V3 ED là thì hiện tại hoàn thành nè các bạn. Have felt nè. Chú đã từng cảm thấy afraid, sợ hãi in the castle, ở trong tòa lâu đài chưa? Chú có sợ không? Câu nào? Nhìn lên trả lời. Ủa mấy bạn chắc lên cho cô nào. Cô C hả? C á? À? Ủa ai cũng chọn cô C nè. Có ai chọn khác không? D hả? Cô D hả? Một C một D ha. Bây giờ chọn đáp án nào. Cô D. Only twice. Mới chỉ hai lần sợ thôi. When I heard a strange sound, khi chú đã nghe thấy những cái âm thanh kỳ lạ, which I don't know, which I don't like, cái âm thanh mà chú không thích, vậy là chú hai lần sợ đấy con. Rồi câu số 4 nè, lots of people visit your home, trốn đến, nhiều người đến thăm nhà ở của chú phải không ạ? Có không? Câu nào được nè? Chát lên đi các bạn. Cô C hả? Cô A? Yes, yes. Có ai chọn không? I. Chắc ai không? Mấy bạn kia im lặng là chưa có đáp án hả? Ôi trời ơi, chát nhiều vậy. Mỗi người một câu, cái gì có câu đời luôn đó hả? Ủa? Đúng. Tiến ơi, chát một cái thôi, con chạy một cái nó trôi hết đáp án của người ta đi rồi. Người có câu A, người câu G, người câu C nè. Đúng hả? Đọc ra gầy, đọc câu hờ gầy. We enjoy having them. Chúng tôi thích có chúng here, ở đây. Vậy thì cái câu này là người ta hỏi là nhiều người thăm nhà ở của chú phải không? Tức là nhiều khách đến thăm tham quan ngôi nhà của chú phải không? Thì ông mới nói là chúng tôi thích có họ ở đây. Vậy cái từ dâm này là họ là người á, nhiều người á ha. Vậy nên cái từ dâm này mình sẽ dịch là họ. Chúng tôi thích có họ ở đây và học về cái nơi quan trọng này. Được chưa? Vậy là câu hờ là nó ổn. Rồi câu số 5 đi. Who cleans the castle? Ai là người dọn dẹp cái tòa lâu đài này? Chát lẽ. Không biết. Chát lẽ. Đâu coi câu nào đây. Cô A á, cô G luôn hả? Hả? Ôi trời ơi. Cô A hả? Cô G. Chắc A không? Đây nha, giơ tay cũng xem nào. Giơ tay lên nào. Giơ cao lên bạn nhé. Để sao không ai giơ vậy? Ấy ha, Thiên ơi Thiên đang spam rồi đấy nha. Rồi tiếp nè. Spam ai? Là đang phá rồi đấy. Câu ấy hả? Oh good. Rồi bây giờ đọc câu ấy ra xem nó nói gì nè. My wife and I do that. Vợ của chú và chú làm điều đó for 3 hours a day. Khoảng 3 tiếng đồng hồ một ngày. What? Dọn dẹp 3 tiếng một ngày cho cái tòa lâu đài. Thấy chưa? Thấy người ta siêng năng chưa? 3 tiếng một ngày. Trong khi các bạn quét nhà có 5 phút đồng hồ, các bạn nhăn nhó cái mặt.
có một vài dạng diễn một tiếng sau rồi. It's a big job. Đó là một cái công việc lớn đấy cháu ạ. Nên cái tòa lâu đài dọn 3 tiếng là giỏi lắm rồi đó. Gặp cô chắc phải cô dọn 10 tiếng chứ xong. Con rồi. Dọn đến là 1 giờ sáng không? Rồi mình nghĩ thiệt luôn đó hả? Mà các bạn còn nhỏ, các bạn có biết quét nhà, rau nhà đâu mà. Biết. Con bé trên giường cô bắt, cô giáo bắt con quét nhà, quét lớp ngoài, bắt chụp nhật lắm á. Trời giỏi vậy. Được cô giáo nhờ rồi. Bạn nào mà biết làm từ nhỏ lớn lên là chuyên nghiệp mà. Nào mai mốt là biết làm. Ồ mai mốt các bạn không biết làm, các bạn ở trong cái nhà bệnh hả? Đúng không? À, bà Châu cũng biết làm nè. Ôi trời ơi. Đâu trong đây lớp mình bao nhiêu bạn quét dọn nhà giống như chú này coi. Ê, đàn ông người ta quét dọn nhà 3 tiếng đồng hồ không chi các bạn còn nhỏ. Không lẽ các bạn ở trên một đống rác hả? À. Đúng rồi, nó đúng không? 1 tỷ 100 ngày. Ở trên một đống rác hả? Bỏ Châu tắt camera kìa, bỏ Châu ơi. Bỏ Châu. Bà Châu ngồi học đó không con? Ở dưới bàn con là có một cái mát là cái mặt bội. Rồi các bạn ơi. Ở trường con ngày nào cũng quét cái đó. Giỏi. Đó, bạn nào. Bữa đi, đi dọn vệ sinh bồn cầu. Bạn nào dọn sớm thì bạn ấy có kinh nghiệm về nhà sạch thôi. Ha. Về nhà mình đã làm cái nhà sớm chứ không thì... Đấy các bạn ơi, các bạn ơi mình làm về nhà mình làm xét chu cho cô đi, mở cái xét chu qua trang bao nhiêu? Trang 30, 31 nè. Em nặng nè, trang 48, 149. Đó làm cho cô hai cái bài này đi xem là các bạn hiểu không? Đọc và dịch ra. Cô đã hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách 1 rồi. Đến 2, đến 3 các bạn tự làm đi. Bữa sau cô chỉ cho. À, con mới học nấu cơm hả? Trời, có tiêm biết học nấu cơm rồi hả? Giỏi vậy. Ủa, nấu cơm lâu rồi cô. Cô chừng nhão mới lại khép mới lại. Mỗi lần nấu cơm là 1 tiếng sau này nhà con sẽ làm con được. Con biết nấu cơm lâu rồi. Trời, đầu tiên là bạn trai mà cũng biết nấu cơm nữa hả? Giỏi vậy. Con có bạn nấu cơm thành cháo này tội nghiệp không, cả nhà ăn được ăn cháo cơm toàn nhão ăn cơm nhẹ. Cho nên tôi nói là các bạn muốn đi làm cái gì mà nó hay nó tốt thì giống như các bạn việc học cũng vậy, thì các bạn phải làm nhiều lần, học đi học lại, ôn đi ôn lại, làm đi làm lại các bạn mới nhớ được, các bạn mới quen được, hiểu không? Cho nên là cái việc không có việc gì mà đúng như lần đầu tiên làm, lần đầu tiên mà các bạn giỏi biết chưa? Bạn nào mà làm như thế là quá quá.